Hello, xin chào các fly. Chương trình hàng ngày của chúng ta đã đến rồi. Hôm nay con vít râu trắng rất là bự nè. Nhưng bạn không yêu cầu đọc, chúng ta hãy đến với những đơn yêu cầu đọc ngày hôm nay. Đơn số 1, bạn Xuân Mai, huyện Châu Thành, Long An. Vô hình nhân vật Kim Bixu 25cm, thủy chủ thẻ quay nhân phẩm 1B loại 1 số lượng 6, thẻ bay 1B loại 2 số lượng 2, thẻ 1B loại 3 số lượng 1. Thủy chủ 25cm siêu đẹp của bạn. Thẻ 1B loại 1 số lượng 6, thẻ 1B loại 2 số lượng 2, thẻ 1B loại 1 số lượng 5. Ngoài ra bay còn tặng thêm cho bạn ngẫu nhiên một bộ nhân phẩm Kim Bixu loại 1 số lượng 1, một thẻ Yoro cấp R, một thẻ thần gia nào đấy trong Naruto cấp R, không bóng nha. Bay bóng là bay bỏ riêng rồi, ví dụ như là thằng này bóng nè. Một thẻ ma thuật robot của Yugi, một thám tử đại gia và một bay cạc liên minh huyền thoại. Tới hàng cho Xuân Mai luôn. Số 2 bạn Lê Hùng, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh. Đào cầu hóa trang gỗ Tanjiro nhóm màu không đế. Tanjiro hồi đốt than không đế. Các bạn có thể đặt loại có đế hoàn đặt nó riêng được nha. Chốt cho bạn Hùng. Bay tặng bạn một cái móc khóa của Tanjiro. Bạn Trần Minh Tuấn, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Vô hình kiếm gỗ Zenitsu kèm đế kiếm. Hey, Zenitsu ngầu loài và đẹp trai luôn. Cây kiếm có kèm đế của bạn. Ồ, hôm nay bạn thật may mắn, bạn đã bốc ngẫu nhiên được con tượng Tanjiro và tặng cho bạn luôn. Bạn Thanh Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Wow, đơn khủng bố các bạn ơi, đơn khủng bố. Một album được thẻ 3 Kimitsu ngẫu nhiên, thẻ bay nhân phẩm waifu loại 1 số lượng 30, waifu ngẫu nhiên là 2 số lượng 19 và album thẻ bài waifu ngẫu nhiên. Wow, album đựng thẻ bài Kimitsu no Yaiba, bản video dưới hai mặt là 160 tấm. Album đựng thẻ bài waifu, wow, nóng bỏng luôn, cũng 160 tấm đựng hai mặt một ô. Waifu loại 1 số lượng 30, waifu loại 2 số lượng 19. Loại 1 với loại 2 này là gần như là toàn bộ số hàng còn lại của bay rồi. Bạn đã hút sạch, những bạn khác muốn mua waifu chắc phải đợi một tháng nữa. Ngoài ra bay tặng cho bạn Sơn một bộ waifu loại 5 huyền diệu nha. Kèm với nó là một bộ bay cát bí mật của Gobunto, nhà có 5 nàng dâu. Có rất nhiều do chống thang ở đây. Nếu bạn đọc được dòng chữ này, hãy nhanh chóng dục cái này vô thùng rác, không nên mở ra xem. Còn nếu bạn có hứng thú, hãy mở ra, là bộ quà rất bí mật. Và tập sang loại 2 của bay vẫn chưa hết. Những đơn hàng trên 400 ngàn đều được tặng tập sang các bạn nha. Đẹp luôn. Rất nhiều quà cho bạn Thanh Sơn và tới hàng cho bạn Thanh Sơn luôn. Bạn Nguyễn Hoàng Hưng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Bộ bay cạc 30 tấm hà trụ và thẻ bay nhân phẩm Kimitsu loại 2 số lượng 4. Bay cạc hà trụ 30 tấm, thẻ bay nhân phẩm loại 2 số lượng 4 Kimitsu no Yaiba. Bay tặng cho bạn một Gohan cấp R, một thẻ Yugi 4 sao, một thám tử đại gia Garen Demacia, một Chopper cấp R. Bữa nay là quà cho bạn Hưng. Bạn Trình Tiến Đạt, thành phố Bến Tre, Bến Tre. Wow, cũng là đơn hủy diệt đây mà. Thẻ bay nhân phẩm Kimitsu loại 2 số lượng 28, album định thẻ bay Kimitsu số lượng 2 và bay nhân phẩm 1B loại 1 số lượng 1, bay nhân phẩm 1B loại 3 số lượng 1. Full hộp Kimitsu loại 2 số lượng 28 cho bạn nha. Nhân phẩm 1B loại 3 số lượng 1, nhân phẩm 1B loại 1 số lượng 1, hai album Kimitsu no Yaiba. Với cái đơn lớn này bay tặng bạn một bộ bài truy nã, một thánh Enel cấp R, hai thằng cha trong liên minh huyền thoại, một sư tử rồng lửa dê đồ các kiểu 8 sao và một em Hinata cấp SR rất là bóng luôn. Đủ đồ tới luôn cho bạn Đạt nghe. Bạn Trương Huỳnh Anh, thị xã Tân Nguyên, Bình Dương. Đào cầu hóa trang gỗ Inu thủy trụ không đế. Ây da, thủy trụ cản xanh bạn nha. Wow, ngon lành ngay. Một thủy trụ cản xanh nha. Bay tặng thêm cho bạn một cái dây treo hình Kimitsu no Yaiba cực kỳ dài luôn nha. Bài này bóc khóa treo thẻ treo cổ gì cũng được hết. À, thẻ để treo cổ này các bạn chứ không phải là để treo. Chốt đơn cho bạn Huỳnh Anh. Bạn Nguyễn Văn Trường, Hải Phòng. Wow, một thanh kiếm đường cung của chó. Wow, còn hai cây nha, lâu lắm mới show cho các bạn xem được. Đường cung của chó siêu to khổng lồ 1m. Với cái đơn đặc biệt này bay tặng thêm cho bạn một thanh Gintama siêu nặng, thần kiếm Gintama và ba thanh kiếm Genshin Impact Mini các bạn nha. Bay tới hàng cho bạn Trường nha. Bạn Nguyễn Văn Toàn, huyện Hưng Hà, Thái Bình, cũng là một đơn hủy diệt nha. Một giá đợi kiếm 2 tầng, kiếm 1m viên trụ không đế và Yorichi không đế. Các bạn biết tại sao bạn lại đặt không đế mà lại đặt thêm đế 2 tầng không? Vì đây là hai cây hoàn trả duy nhất trong đợt này loại không đế nha. Đã đóng gói sẵn nên không thể khui ra để tặng đế được. Tuy nhiên bay vẫn tặng quà thêm cho cái hai đơn này dùng một nè. Một cái đế cho hai đơn, đây là đế 2 tầng được 2 cây. Đâu để bay nghĩ ra quà nào đẹp đẹp nào. Trước tiên đơn trên 400 thì có tập sang của Bay Store. Một fan hâm mộ đã vẽ phòng mình kèm cái logo Bay Store ở đây nè. Hoặc là đây là bay trông thú vị hết. Cùng với đó là rất nhiều hình anime đẹp. Bên trong hai cây đó đã có quà rồi. Bay tặng thêm cho bạn hai phát thẻ Kimitsu loại 1 và một em Nezuko nha. Tới luôn, đi hàng cho bạn Toàn. Hai cây hiếm cuối cùng, bạn Nguyễn Hiếu Minh, huyện Bình Giang, Hải Dương. Một chứng nhân phẩm lớn, chứng nhân phẩm của bạn đây nha. Ở trong có hai con tượng ngẫu nhiên, chúc bạn may mắn trúng được hàng xịn nha. Bạn Lê Nhật Huy, phường Thủy Biều, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Đường cùng của sói mini, đường cùng của chó mini của bạn đây nha. Những bạn đã đặt hàng mà chưa có tên thì có thể dặn là
Đạt đi bán hàng nha. Best of 2 ngày 1 tập. Bạn Lê Nhã Uyên, Huyền Giang Thành, Kiên Giang. Một băng chán Naruto. Đây là một cái băng chán Naruto. Dây rất dài, thầy buộc ra phía sau. Và đi hàng cho bạn Nguyên luôn nha. Bạn Hoàng Đình Long, Quảng Ninh. Kimetsu loại 5 số lượng 6, Naruto loại 2 số lượng 6. Hàng của bạn đã được gửi đi kèm với quà ngẫu nhiên. Bạn Huỳnh Công Phúc, thành phố Hồ Chí Minh. Một phim chùa gỗ kèm đế. Hàng của bạn đã được gửi đi rồi nha. Phim chùa bay không còn nữa nên bay sâu loại khác cho bạn xem. Đây là một tên thợ rèn có cái vòng giống với phim chùa. Và nó cũng sẽ như vậy thôi. Tuy nhiên lưỡi của phim chùa là lưỡi lửa nha. Chúc bạn Phúc nhận được hàng sớm. Và đơn của bạn Phúc cũng là đơn kết thúc của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Bay Store.